đến với Tara Bánh Quy và mình là Andy đây. Thì Tara Bánh Quy như là một trạm dừng chân nơi bạn có thể ghé ăn một chiếc bánh quy, uống một ngụm trà và lắng nghe những câu chuyện về self-love, chữ đáng tổng quan về cuộc sống. Mong bạn luôn êm và ấm như chiếc bánh và chén trà trong hành trình sắp tới. Vui vì đã ghé thăm. Thì hôm nay thì mình sẽ làm dự đoán tháng 12 về chủ đề cơ hội và may mắn tháng 12 ha. Thì đây mình có tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích. Mình sẽ để đá vào sau. Chào các bạn, chọn tổ số 1 ha. Thì trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Cơ hội và may mắn tháng 12 nha. Hay đầu bật ngược. Khoan từ từ bình tĩnh. Bài không có ngược nha mọi người, tại mình thấy nó ngược hết nguyên cái tụ bài ha. Thì các bạn có The World ha. Có năm kiếm và có The Lover. Cơ hội và may mắn tháng 12 của mọi người thì khi mà mình nhìn vô ba lá này á, thì mình cảm thấy đó là cái tháng này cái cơ hội và cái may mắn của mọi người á, nó đến từ cái việc là bản thân những cái thay đổi nó diễn ra trong cái thời gian vừa qua. Nó là một cái điều gì đó giúp cho bạn thoát được hoặc là tìm được một cái cơ hội, một cái may mắn khác cho cái tháng này. Nói thì nghe hơi khó hiểu nhưng mà đại loại nó là bạn cứ tưởng tượng vậy ha. Bạn bạn làm những cái gì đó, bạn giải quyết những cái rắc rối gì đó trong những cái khoảng thời gian vừa qua. Bạn đối mặt với những cái câu chuyện, những cái giống như bạn dọn, giống như bạn có một cái mảnh đất nó toàn là rác rến, nó toàn là những thứ gọi là miễn chai hay là bao mủ gì đó. Rồi bạn nhìn cái khu vườn đó, bạn cảm giác là thở nó dơ quá, nó hôi quá, nó nhiễu nhương quá. Cái bạn quyết định là một mỗi ngày bạn dọn cái đống rác, bạn lượm những cái miễn chai, bạn vệ sinh lại cái khu đất đó. Thì từng ngày từng ngày từng ngày cái khu vườn đó bắt đầu nó sạch sẽ, nó được cải tạo. Và cái từ một cái bãi rác thì bây giờ bạn có một cái mảnh đất sạch sẽ, thơm tho và sẵn sàng để nuôi trồng, để vun sén. Thì cái bài của bạn nó đang nói theo kiểu đó. Tức nghĩa là cái tháng 12 này, cái cơ hội và cái may mắn của bạn là được bởi vì bạn đã tốn thời gian bạn dọn dẹp cái khu vườn đó. Thì bây giờ cái tháng này, cái thành quả mà bạn nhận được đó là cái kết quả, là cái nỗ lực, là cái gì đó mà bạn đã rất là dày công để thay đổi. Và mình cảm, mặc dù mình nhìn vô cái lá The Lover ở đây á, mình cảm thấy nó là một cái lá rất là đẹp, nhưng mà mình không có muốn dịch nó theo kiểu là tình yêu. Tại vì có cái gì đó ở trong mình cảm giác giống như nó hơi khiên cưỡng, và mặc dù mình biết là nhìn rất là cái mùi rất là giống như kiểu của tình yêu, một cái cơ hội, một cái may mắn đến theo kiểu là bạn sẽ có một cái kết nối mà mình cảm giác giống như là nó cho bạn một cái sự yên lành, yên bình. Nhưng mà mình muốn dịch theo một cái nghĩa thoát hơn, đó là cái cơ hội và cái may mắn đến với bạn ở đây đó là một cái sự thỏa mãn. Tại thực sự khi mà mình nhìn vô đây, mình thấy một cái sự thỏa mãn, mình thấy một cái sự đủ đầy, mình thấy một cái sự hạnh phúc, mình thấy một cái gì đó mà ở trong bạn cảm thấy cái trái táo mà bạn gặt hái được, cái đốm lửa mà bạn cháy ở trong lòng. Tức nghĩa là một cái đam mê, một cái nhiệt huyết, một cái ý tưởng, một cái khát vọng, một cái khát khao. Thành ra nó không nhất thiết phải là tình yêu đâu. Tức nghĩa là ví dụ như là trong cái tháng 12 này, bạn nào đó tự nhiên có một cái đam mê học tiếng Anh, học ngôn ngữ, học đàn, học hát, học múa, học vẽ gì đó. Hoặc là bạn đam mê một cái sự, bạn khát khao một cái sự thay đổi trong con người bạn. Hoặc là bạn thành công trong một cái gì đó, không nhất thiết phải là một cái chứng chỉ, một cái công nhận hoặc là một cái cuộc thi nào đó, mà chỉ đơn giản giống như là bạn bạn thành công trong việc ăn uống tốt hơn, ngủ nghỉ tốt hơn, thay đổi thói quen sinh hoạt tốt hơn. Tại vì mình thấy ở đây nó là một cái sự bạn bỏ đi những cái tiêu cực. Khi mình nhìn vô năm kiếm á, mình thấy là
có thể cái quá trình của bạn nó không thay đổi một cách trọn vẹn đâu. Tại vì the world tức nghĩa là mình cảm thấy ở đây, the world và Nam Kiếm tức nghĩa là tôi dọn dẹp rác thải, tôi bỏ đi những cái năng lượng tiêu cực nhưng không bỏ hết được đâu. Nói thì dễ chứ làm thì khó lắm. Mình thấy ở đây Nam Kiếm tức nghĩa là bạn dọn dẹp bớt, bạn bạn biết là cái khu vườn đó nó vẫn cần phải còn cải tạo thêm. Tuy nhiên bạn biết là cái quá trình cải tạo đó nó đã có những cái thành quả nhất định, nó đã có những cái kết quả tươi sáng nhất định rồi. Và bạn hài lòng với nó là được rồi đó, là cái năng lượng nó lên được tới đó. Còn nói một cách cụ thể hơn thì cái cơ hội và cái may mắn tháng 12 này, mình thấy là có thể một số bạn sẽ có được những cái thành quả mang tính được công nhận, mang tính được xác nhận, hoặc là bạn cảm thấy rất là ưng ý, có thể là trong công việc, có thể là trong một cái kết nối nào đó, hoặc là có thể bạn đạt được những cái thành quả nhất định liên quan đến gọi là mở rộng mối quan hệ xã hội. Tại vì có The Lover kết nối được với những cái người mà họ mang lại giá trị cho bạn, tức nghĩa là có thể là bạn có thêm bạn bè tri kỷ, hoặc là các mối quan hệ làm ăn, các mối quan hệ liên quan đến gọi là cuộc sống chẳng hạn, giống như gia đình bạn bè, hoặc là có những cái tin vui liên quan đến việc giống như là có người tặng quà, có người, tại vì The Lover với The World có thể là đôi khi bạn sẽ có tin tức hoặc là quà cáp gì đó từ phương xa, hoặc là có những cái tin tức tốt lành gì đó từ phương xa, hoặc là có thể bạn né tránh được một số cái vấn đề rủi ro liên quan đến gọi là thị phi, những chuyện không đáng có, hoặc là bạn ngắt kết nối với những người mà bạn cảm thấy cái năng lượng đó nó không tốt. Tại vì Nam Kiếm và The Lover tức nghĩa là tôi bỏ những cái kết nối mà nó không phù hợp, bạn lọc lại những cái mối quan hệ trong trong xã hội, hoặc là trong kết giao, trong công việc gì đó. Tại vì mình thấy cái năng lượng của bạn nó sẽ có những cái sự chuyển giao rất là tốt ha. Thì để mình thử mình coi coi là ba la kê nó lên cái gì nha. Thật ra mình cũng khi mà mình có thể nói thêm một chút xíu nữa, tại vì lúc mà mình cầm bài lên á, mình thấy ở trong đây có một cái đám đám mưa và đám cây cỏ khô. Thì nếu mà bạn nào đang có những cái sự thay đổi hoặc là mong muốn thay đổi gì đó mà liên quan đến việc gọi là di chuyển ở đây có thể là bạn di chuyển chỗ ở, bạn di chuyển từ nơi này đến nơi khác, bạn thay đổi một cái công việc, hoặc là bạn thay đổi một cái bạn có ý định đi xa, bạn có ý định chuyển chuyển cái nơi sinh sống hoặc là chuyển nơi làm việc nha, thì mình nghĩ là có thể bạn sẽ được một cái sự giới thiệu, hoặc là bạn được một cái sự gọi là gợi mở, hay là bạn có thể có được một cái sự chỉ dẫn hoặc là giúp đỡ, thậm chí là giúp đỡ luôn từ một cái người mình nghĩ chắc là năng lượng nam, nhưng mà năng lượng nam này sẽ không quá mạnh. Mình nghĩ là một cái năng lượng nam ở mức trung bình thôi, tức nghĩa là họ không có có thể hỗ trợ được bạn nhiều trong khả năng của họ, nhưng mà họ có thể gợi ý cho bạn, hoặc là tạo điều kiện cho bạn, hoặc thậm chí chỉ điểm cho bạn những cái mà cần làm, nên làm, để bạn có thể rút ra những cái kinh nghiệm, những cái bài học, những cái điều mà gọi là nên làm ở cái thời điểm đó ha. Và mình cảm giác là nhờ cái lời khuyên, nhờ cái tư vấn, nhờ cái sự giúp đỡ đó mà bạn có thể đưa ra được cái quyết định cho bản thân của bạn ha. Cơ hội và may mắn tháng 12, bài của bạn lên thật sự rất là đẹp ha. The Magician, Eight of Coin và ta và Eight of Coin tức nghĩa là 8 tiền và Death. Thì nhiều bạn thì có thể nghĩ là tại sao Death mà đẹp ha. Thì như mình nói hồi nãy, cái năng lượng của mấy bạn trong cái thời gian tới là năng lượng của sự chuyển giao và sự thay đổi. Bạn đã có The World và bạn còn lại có thêm Death, thì mình chắc chắn cái năng lượng chuyển giao trong cái tháng 12 này của mấy bạn nó sẽ rất là lớn. Và mình nghĩ là nó sẽ liên quan đến sự lột xác rất là cao. Và cái sự chuyển giao này là một cái sự chuyển giao cần và sẽ phải xảy ra. Tuy nhiên, khác với The World hồi nãy mình nói, đó là những cái bạn đã và đang dọn dẹp rác rến trong thời gian qua, có thể là trong tháng 11, trong tháng trước đó, hoặc là trong suốt quá trình cả năm. Thì bây giờ The Magician và Death thì mình sẽ phải dịch theo kiểu là ở đây cũng sẽ là những cái chuyển giao, những cái thay đổi, nhưng là cho thời gian sắp tới. Và cái này là cái mà bạn sẽ quyết định được. Mặc dù mình biết Death ở đây là không hẳn là bạn quyết định 100%, nhưng mà mình thấy The Magician và mình thấy Death tức nghĩa là cái sự quyết định này là cái sự quyết định nó vừa mang tính chủ quan, nó vừa mang tính khách quan. Chủ quan ở đây là Magician tức nghĩa là hồi nãy mình nói là bạn đang dọn dẹp cái khu vườn và bạn biết là bạn còn hai kiếm, hồi nãy là năm kiếm thì bạn bỏ ba kiếm, bạn còn hai kiếm bạn ôm đi. Thì trong hai kiếm đó mình sẽ lấy một cái ví dụ là một cái là Death, một cái là Magician. Tức nghĩa là chủ quan ở đây là bạn biết là ví dụ như bạn biết là trong cơ thể của bạn, trong cái khu vườn đó của bạn nó có những cái vẫn còn có vấn đề. Ví dụ như bạn nói là à mình đã dọn hết rồi, mình đã cải tạo rồi, nhưng mà cái mảnh đất này vốn dĩ nó là một cái bãi rác thì nó vẫn sẽ có những cái sự ô nhiễm, nó sẽ có những cái sự gọi là chưa sạch,
trong cái mảnh đất đó. Và nếu mà bạn trồng liền thì có thể là nó vẫn có những cái vi sinh vật khoáng chất gì đó nó không tốt, thì bạn nói là mình cần phải xử lý cái đất này lại một lần nữa. Giống như bạn có thể mua những cái bạn cải tạo đất, giống như bằng 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 trùng hoa, bằng trùng đất, đặng cho nó tiêu diệt bớt những, nó làm tơi đất xốp lên, rồi sau đó bạn sẽ xử lý bằng những cái chất khác để cho cái đất đó nó sạch hơn, nhưng mà theo kiểu là organic. Thì cái đó là chủ quan của bạn quyết định. Tuy nhiên death ở đây là cái gọi là cái khách quan ở bên ngoài, cái yếu tố ở bên ngoài, tức nghĩa là mặc dù bạn đã nghĩ là mình xử lý đất lại tốt rồi, nhưng mà tuy nhiên đất thì cũng có đất này đất nọ, rồi xử lý thì cũng có khó hiệu quả hay không hiệu quả, nó còn liên quan đến yếu tố ngoại cảnh. Thì death ở đây là ngoại cảnh, giống như bây giờ bạn nói là à mình xử lý đất xong mình sẽ đi trồng cây, mình sẽ trồng hoa, nhưng mà không, cái đất đó vốn dĩ nó là đất thịt, thì chỉ trồng cây ăn trái hay là chỉ trồng được những cái cây mà nó phù hợp với loại đất thịt. Còn giả sử giống như nếu đó đất toàn là cát hay là đất mà kiểu giống như đất nó hơi khô cằn, thì bạn chỉ có thể trồng rau màu chứ không thể trồng cây nó tốt được. Thì death ở đây tức nghĩa là những cái giới hạn, những cái mà mình chỉ có thể thay đổi trong cái giới hạn đó. Quay trở lại cái câu chuyện gọi là cơ hội và may mắn tháng 12, nói một cách dễ hiểu cho mấy bạn là như vậy. Bạn là một cái con người, bạn đang thay đổi cái gì đó, cái nhân sinh quan của bạn, bạn đang thay đổi cái định hướng con người của bạn, nhưng mà yếu tố ngoại cảnh chẳng hạn giống như môi trường công việc, con người, bạn bè là những thứ bạn có thể không thể thay đổi được. Giống như bạn nói là tôi muốn thay đổi trong thời gian tới công việc của tôi tốt đẹp hơn. Bạn có thể thay đổi bản thân bạn là The Magician. Bạn có thể đi học những khóa học để cải tạo năng lực, cải tạo tri thức, cải tạo về kỹ năng công việc của bạn là The Magician. Nhưng death ở đây tức nghĩa là bạn không thể nào bạn nói là à bây giờ em muốn là công ty sẽ nên như thế này, sẽ thay đổi như thế kia, không có. Death ở đây tức nghĩa là giới hạn về cái mà bạn không thể thay đổi. Bạn có thể học tập, bạn có thể nâng cao kỹ năng, bạn có thể giỏi hơn thật, nhưng mà công ty này nó không phù hợp với bạn. Bạn phải death tức nghĩa là bạn phải nghỉ làm ở chỗ đó, bạn chuyển qua sang một cái công ty khác nó thích hợp với cái năng lực của bạn hơn, thích hợp với tầm nhìn của bạn hơn, thích hợp với phong cách làm việc của bạn hơn, là sự kết thúc của chỗ cũ, bạn đi tìm một chỗ mới, thì đó là death. Thì bài của bạn lên mình chỉ có thể nói theo một cái cách để cho bạn hiểu cái sự chuyển giao của năng lượng và cái mô típ của gọi là cái năng lượng sẽ và đang diễn ra. Giống như mình nói bạn có thể ý định là thay đổi cải tạo sức khỏe của bạn, bạn có định làm đẹp hơn, thay đổi ngoại hình, chăm chút về bản thân hơn, nhưng mà có một cái vấn đề đó là gì? Mình có thể đẹp hơn, mình có thể da mình có thể khỏe hơn, cơ thể mình có thể săn chắc hơn, tri thức của mình có thể đẹp, có thể cải tạo được hơn, nhưng mà bạn vẫn là bạn thôi. Bạn sinh ra bạn mét 1,5 m thì bạn không thể nào mà bạn cải tạo bằng lên thành 1,7 m, 1,8 m, hoặc là giống như bạn nhan sắc của bạn nó nằm ở cái chừng mực đó, da bạn có thể khỏe hơn nhưng mà nó không trắng hơn, ví dụ như vậy. Mình ví dụ như vậy, tức nghĩa là mình cải tạo nhưng nó trong một cái chừng mực. Giống như bạn bạn đang cố định có ý định cải thiện tiếng Anh hay là tiếng ngôn ngữ gì đó của bạn, thì trong ngắn hạn, trong nhất thời bạn chỉ có thể là khá hơn so với phiên bản cũ, chứ bạn không thể nào mà bạn đang ở level 5.IL mà bạn đòi bạn nhảy lên 8.9 chấm là chuyện không thể. Thì mình thấy cái năng lượng của bạn trong thời gian tới đó là một sự chuyển dịch lớn chứ không nhỏ, nhưng mà nó đòi hỏi một cái quá trình và nó cần một cái sự cần mẫn và cần thời gian. Tại vì 8 tiền tức nghĩa là kiên trì, kiên nhẫn, cần cù và tích góp. Nó không phải là một cái quá trình diễn ra năm bữa nửa tháng mà là cả năm, cả trời, cả một thời gian dài ha. Còn nếu mà nói một cụ thể thì cơ hội và may mắn tháng 12 của mấy bạn á, mình thấy đó là một cái sự nhận thức. Tại vì The Magician ở đây mình thấy là một cái sự nhận thức về những cái nên làm. Mình nói rồi, có thể bạn sẽ đầu tư vào bản thân, bạn có thể học tập, bạn có thể trau dồi kỹ năng gì đó. Đây là 8 tiền. Và bản thân bạn, mình thấy một cái sự lột xác rất rõ ràng. Bạn nhận ra được những cái xấu, bạn nhận ra được những cái tốt. Có thể trong thời gian này sẽ có những cái kết nối, những cái mối quan hệ, những cái việc nào đó cần phải kết thúc. Và bạn sẽ biết rằng trong thời gian tới, trong năm sau, bạn sẽ có những cái thành quả, kết quả. Và bạn biết được cái đích đến, cái nơi bạn sẽ đến là cái gì ha. Xin chào các bạn chọn tủ số 2 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Thì cơ hội và may mắn tháng 12 của mấy bạn, các bạn có la 6 kiếm, 10 tiền và The Hierophant. Mình thì mình thấy đầu tiên vô là cái gì đó liên quan tới học thuật, cái gì đó liên quan đến team làm việc, đến nhóm làm việc, cái gì đó liên quan đến cộng đồng, đến tổ chức, đến hội nhóm, đến đoàn thể, đến tập thể nói chung, hoặc là gia đình, hoặc là những cái gì liên quan đến một cái nhóm người, bạn bè, bằng hữu,
Rồi những cái kết giao xã hội mà nó thắt chặt hơn, hoặc là bạn nhận được một cái sự hỗ trợ nào đó liên quan đến đến gọi là sự cổ vũ, động viên và giúp đỡ ha. Thì cái cơ hội và cái may mắn trong tháng 12 này của mấy bạn chắc chắn nó sẽ liên quan đến gọi là sức mạnh cộng đồng, giá trị cộng đồng, những cái gì đó liên quan đến gọi là tập thể, đoàn thể, những cái gì đó liên quan đến việc là bản thân của các bạn sẽ nhận được rất là nhiều sự support đến từ bên ngoài và đến từ bên trong. Bên ngoài đó là đến từ những cái kết nối bên ngoài, còn bên trong tức nghĩa là đến từ những cái kết nối gần, chẳng hạn giống như bạn bè, người thân, người yêu, vân vân. Cái thứ hai nữa mình thấy đó là sáu kiếm. Thì trong thời gian tới, những cái sự thay đổi ở trong bạn, những cái sự chuyển giao ở trong bạn, sáu kiếm tức nghĩa là bạn chuyển sang một cái nơi mới, và cái nơi mới này không nhất thiết phải là một cái gì đó nó mang tính gọi là cụ thể, hoặc là mang tính gọi là chuyển từ nơi này sang vùng là vùng khác, hoặc là từ công ty này công ty khác. Nhưng mà sáu kiếm mà hiểu đơn giản đó là cái năng lượng của bạn nó có một cái sự khởi đầu mới, và cái khởi đầu mới này nó sẽ không, mình không dám nói nó sẽ tốt hơn 100%, tại vì sáu kiếm đó là tôi bỏ cái vùng đất cũ, tôi đi đến một cái vùng đất mới. Thì cái vùng đất mới này nó hứa hẹn tiềm năng và nó sẽ có những thử thách. Nhưng mà mình thấy được ở cái vùng đất mới này bạn có 10 tiền và bạn có The Hierophant, tức nghĩa là bạn gặp được thiện tri thức á. Tức nghĩa là thiện tri thức ở đây là The Hierophant. Và còn bằng hữu kết giao được hiểu là 10 tiền, tức nghĩa là bạn sẽ nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ, có thể là từ gia đình là 10 tiền nè, từ một cái kết nối, một cái cộng đồng mà nó mang cái giá trị gọi là vì lợi ích chung. Thì mình cảm giác ở nơi này bạn được học hỏi, tại vì The Hierophant tức nghĩa là sự học hỏi, sự kế thừa tri thức có sẵn, hoặc là những cái gì nó liên quan tới sự gọi là được dẫn dắt, được chỉ dạy, được đào tạo. Có thể nếu mà bạn nào đang tham gia vào một công ty mới, một môi trường mới, mà ở đó các bạn có những cái anh chị đồng nghiệp rất là giỏi về chuyên môn và rất là thân tình, tình thương mến thương, thì bạn sẽ giống như một người em, một người đến sau trong một cái gia đình mà ở đó người ta rất là đùm bọc, rất là sẻ chia, người ta rất là hỗ trợ, người ta rất là chỉ dạy những cái skill, những cái chuyên môn cho mấy bạn, và một cách nó rất là cụ thể, rất là chi tiết và rất là bài bản ha. Cái năng lượng rất là tốt. Nếu mà bạn nào trong thời gian tới thì có những cái sự gọi là muốn thử thách bản thân, muốn tìm cho bản thân mình một cái gọi là một cái mình dùng từ tổ ấm, nhưng mà theo kiểu là nghĩa bóng, không phải là kết hôn đâu em. Tổ ấm ở đây tức nghĩa là từ trước tới giờ bạn hay la cà, bạn hay gọi là kết giao với những cái mối quan hệ, hoặc là bạn sống trong những cái mối quan hệ nó không có được tốt đẹp, bạn không có một cái nơi mà gọi là để settle down, tức nghĩa là bạn bám rễ vào, bạn có một cái mối quan hệ đủ bền, bạn có những cái mối quan hệ bạn bè đủ chắc, bạn có những cái người yêu, hoặc là những cái mình dùng từ những cái người yêu tức nghĩa là những cái người yêu thương bạn á, chứ không phải là người yêu nha. Những cái người yêu thương bạn, hoặc là bạn có được những cái mà mình dùng từ gọi là một mối quan hệ xã hội, nhưng mà nó không phải là bè mà nó thật sự là bạn á. Thì trong thời gian tới bạn sẽ tìm được một cái bến đỗ, một cái nơi dừng chân, một cái nơi mà bạn thực sự bạn cảm thấy mình thuộc về, nó không còn là một cái nơi mà chỉ có cái vỏ, mà bây giờ nó có cái ruột. Và mình cảm thấy giống như là bản thân của các bạn trong thời gian tới sẽ có rất là nhiều cái mình cảm thấy giống như là rất là nhiều cái kết nối mới. Nhưng mà cái kết nối mới này nó, mình cũng nói trước là nó không, mặc dù mình nói là nghe có vẻ nó rất là nhanh, nghe nó vẻ có vẻ giống như là có liền, nhưng mà mình nói trước cái kết nối mới này ở chỗ này nó là một cái sự đóng góp hai chiều, không phải một chiều. Tức nghĩa là bạn muốn người ta tốt với bạn, bạn muốn người ta truyền đạt bạn, truyền dạy bạn, hướng dẫn bạn, tạo điều kiện cho bạn, bạn phải nỗ lực. Giống như cái cô gái này trước khi gặp được những cái người này, cô phải leo núi, cô phải làm sao cô vượt đèo lội suối, làm sao cô đến được cái vùng đất này. Không có cái gì gọi là có sẵn cho mấy bạn, cũng không, trên đời này cũng không có cái gì gọi là cho không. Mình dùng từ cho không ở đây không có nghĩa là mình phải đánh đổi hay là mình phải làm cái gì đó, mà là muốn làm thì phải muốn muốn cái gì muốn ăn thì phải làm, muốn có đồ ăn thì phải lăn vào bếp. Ở trên đời này không ai cho không ai cái gì mà theo kiểu đúng nghĩa đó, là tao quăng cái đĩa cơm nó cho mày ăn mà tao không đòi hỏi cái gì hết. Mình nói ở đây không phải là trên đời này không có những người tốt, nhưng mà bài này lên ở đây trong cái câu chuyện của mấy bạn, bạn muốn được người ta đón nhận, bạn muốn được người ta yêu thương, hãy cho người ta thấy bạn thật sự có một sự nỗ lực ha. Khi mình nhìn cái cô bé ở đây với mình nhìn cô bé ở đây, mình cảm thấy giống như là nếu mà bạn là một cái người mà luôn hành xử theo kiểu mình là con nít, mình chưa trưởng thành, mình chưa thật sự biết điều, mình lúc nào mình cũng muốn được người ta yêu thương cưng chiều, thì bài này lên ở đây sẽ có những người đến để dạy bạn làm sao để trưởng thành.
Mà để dạy bạn trưởng thành tức nghĩa là bạn phải thay đổi đó. Bạn phải ý thức được là mình nên làm cái gì, mình nên hành xử ra sao, mình cần phải có những cái gì gọi là đúng mực và chuẩn mực ha. Chứ mình cảm giác cái sự yêu thương và cái sự dạy dỗ ở đây nó sẽ không phải kiểu giống như là nè cơm này ăn đi con, rồi việc này dễ lắm nè em làm đi em, không có đâu nha. Mình thấy ở đây chắc chắn là bạn sẽ phải trau dồi và trau chuốt nha. Người đưa tinh kiếm, 10 kiếm và vua cốc, rõ ràng nó là một cái sự rèn giũa. Ở đây mình thấy là trong thời gian tới có 2 lá hoàng gia, mình nghĩ sẽ có những cái người thầy, những cái người bạn, những cái người đến với bạn theo kiểu là giúp cho bạn, mình nói thẳng giống như là training cho các bạn để các bạn cứng rắn hơn. Mình chắc chắn người những cái người này sẽ rất nghiêm khắc và cũng sẽ rất yêu thương các bạn, nhưng mà nó không phải là một cái sự ngọt ngào. Dĩ nhiên mình nói không phải sự ngọt ngào ở đây không phải có nghĩa là bản thân bạn sẽ bị gọi là đánh cho tơi tả bầm dập hay là bị người ta làm khó dễ, mà mình thấy những cái người này là thương một cách đúng chuẩn mực, thương một cách gọi là rõ ràng đâu ra đó, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Và mình thấy họ sẽ nói bằng cái tâm chứ không phải là bằng cái miệng. Có những người nói cái miệng rất là hay nhưng mà họ không có làm được cái gì hết á. Họ nói nghe rất là hoa hòe nhưng mà trong đó nó đầy lời sao rỗng ha. Còn những cái người này họ nói là từ cái tâm, có thể lời nói của họ nó sẽ rất là đánh vô chỗ ngọt của mấy bạn, nhưng mà mình chắc chắn một điều lời nói đó là lời nói mang đến một cái giá trị tốt, mang đến một cái sự thật. Có thể bạn sẽ cảm thấy hơi hơi bị nhột, nhưng mà cái nhột này là nhột đúng chỗ, họ gãi đúng chỗ ngứa. Và bản thân bạn sẽ phải nhìn nhận lại con người của bạn trong thời gian tới. Cái sự thay đổi này, cái điều mà họ nói với các bạn, cái điều mà họ thể hiện ra, những cái người mà bạn gặp trong thời gian tới đều là những người sẽ giúp bạn nhận ra được cái chỗ nhột của bạn là cái chỗ nào. Cái chỗ nhột của bạn nó là những cái chỗ mình không nói nó tệ nhưng đôi khi nó chưa tốt thôi. Cái cơ hội và cái may mắn của bạn đó là sự hoàn thiện về bản thân, giúp cho bản thân bạn được, mình dùng từ gọi là bớt cái tôi của bạn lại, bớt cái mơ mộng của mấy bạn lại, bớt cái màu hồng, bớt cái mong muốn, cái khát khao, bớt lại những cái mà ảo mộng. Tại vì bài của bạn lên ngay từ đầu là người đưa tinh kiếm, tức nghĩa là những cái ước mơ nó bị xa vời, những cái suy nghĩ nó nông cạn, những cái gì đó nó chỉ trên bản vẽ, trên giấy tờ, trên hình thức nhưng không có cái ruột. Và cái người đến với bạn trong cái tháng này, hoặc là cái cơ hội, cái may mắn đến với bạn trong cái tháng này đó là có người đến để giả vô mặt mấy bạn, để chỉ vô cái bản vẽ của mấy bạn, để nói về cái ý tưởng của mấy bạn là không, những cái thứ này như là những cái thứ nghe nó rất là mơ hồ, muốn làm được cái đó thì cần phải như thế này như thế kia, bắt tay vô làm đi, sửa cái này đi, thay thế cái này đi, cái này mới nên làm nè, bỏ cái này đi. Mình cảm giác người ta đến để người ta phủ bạn ở đây không, mình giống như mình nói cái phủ này không phải là bác bỏ, mà cái phủ ở đây tức nghĩa là phủ lại, phủ định lại cái gì mà bạn nghĩ là như thế là đúng. Và mình cảm giác là cái khoảng thời gian trong tháng 12 này các bạn sẽ rất là, tại vì có 10 kiếm thì mình biết chắc chắn một điều đó là bạn sẽ có một cái sự phải là trầy da tróc dãy trong cái câu chuyện này. Mình nói rồi, ngay từ đầu bài của bạn lên là từ 6 kiếm nó qua 10 tiền, tức nghĩa là bạn muốn hưởng, bạn muốn sướng thì bạn phải lăn vô bếp, bạn muốn ăn thì bạn phải lăn vô bếp. Trước khi bạn gặp được những người tốt, bạn phải bỏ được những người xấu. 6 kiếm là bỏ đi mảnh đất cũ, bỏ đi cái gì đó nó không còn phụ thuộc, không còn đúng với bạn nữa. Và giống như cái lá 6 kiếm ở trong đó là leo lên núi thì mới lên tới đỉnh, chứ đừng có đứng ở dưới dưới chân núi mà nghĩ về cái đỉnh núi. Và mình thấy là trong thời gian tới, những cái bạn nào mà có những cái ý tưởng, có những cái quyết định nào đó táo bạo thì mình nghĩ là bạn sẽ gặp được những cái người để họ kéo bạn lại trước khi bạn kịp làm những cái gì đó táo bạo. Ở đây mình không nói về cái việc là làm cái quyết định táo bạo hay là thay đổi là sai, nhưng mà mình thấy ở đây là người ta nói để người ta cho bạn biết trước đó là nếu mà gọi là liều ăn nhiều, nhưng mà có những cái liều không nên, không có đáng và không xứng đáng. Mình nên hiểu là sức mình ở đâu và tự lượng sức mình. Thì mình thấy cái người này họ đến để họ cho bạn biết thế nào gọi là tự lượng sức mình, như thế nào gọi là khát khao sống với đam mê, nhưng mà cần phải có một cái sự gọi là giới hạn của sự an toàn. Giống như ngày xưa mình đi học tài chính á, thì người ta nói á, đó là đầu tư mạo hiểm, đó là một cái gì đó đã, cái tên của nó là đầu tư mạo hiểm, tức nghĩa là nó rất là mạo hiểm, nó rất là rủi ro. Có thể sáng ngày mai bạn sẽ thành đại gia nhưng mà có thể một tiếng sau là bạn thành ăn mày, nó là một cái sự rất là rủi ro trong đó. Và có thể bạn sẽ mất hết mọi thứ khi mà bạn liều, nhưng mà trong tài chính nó sẽ có một cái nguyên tắc đó là không có đặt một
tất cả mọi thứ vào cùng một cái rổ, không có để tất cả trứng vào một cái rổ mà phải phân cái rổ trứng nó ra thành nhiều nguồn. Thì cái này nó giống như vậy. Và trong thời gian tới, nếu mà bạn nào có những cái sự băn khoăn về những cái mối quan hệ, những cái kết nối, ai là người tốt, ai là người xấu, ai là bạn, ai là bè, mình thấy bạn sẽ nhận ra luôn. Và một cái nữa đó là, nếu mà bạn nào đang đang chờ đợi một cái tin tức nào đó, đang mong muốn kết nối với một ai đó, thì mình cảm thấy bạn sẽ có cơ hội được kết nối hoặc là gặp gỡ những cái người mà họ sẽ, mình cảm thấy giống như là có thể là bạn sẽ hơi kỳ vọng một cái gì đó, nhưng mà mình nghĩ là khi gặp rồi thì bạn sẽ bớt kỳ vọng đi, nhưng mà bạn sẽ nhận ra được là vì sao mình gặp được người đó, vì sao cái kết nối đó nó thành, vì sao cái kết nối đó nó bại. Và mình cảm thấy giống như là bạn hiểu ra là có những người mình nên giữ mối quan hệ và có những người thì mình nên cắt. Xin chào các bạn trong tuổi số 3 ha. Trước khi vô phần giải bài, các bạn thì nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Cơ hội và may mắn tháng 12 ha. 4 kiếm, 6 cốc và The Star. Mình không biết sao, nhưng mà khi mà mình nhìn vô cái này á, thì thật ra lúc mà mình nhìn vô, mình rất là muốn hét lên đó là ước mơ thành sự thật. Trong bụng mình nó hét lên cái câu đó, nhưng mà có cái gì đó ở trong mình nó giữ cái miệng mình lại. Không biết có phải là do cái tư duy, do cái trải nghiệm của mình, nó có cái gì đó nó luôn không cho mình được phép gọi là lạc quan hay là được được tin vào tương lai. Nhưng mà khi mình nhìn vô ba lá này thì mình cảm thấy cái năng lượng nó là như vậy. Mặc dù mình có giữ lại một chút xíu một cái gì đó, gọi là đừng có mong chờ quá, đừng có khát khao quá, đừng có nói những điều quá tích cực. Tại vì có những cái bài nó là như vậy, nhưng mà tới hồi thực tế nó không có giống vậy. Thì mình chỉ nói ở đây, nếu thật sự những cái bạn nào mà trong thời gian tới mà thật sự gặp được cái ước mơ thành sự thật đó, thì cứ để lại bình luận cho mình để mình có cái gì đó mình tin vào tương lai một chút. Mình cũng không biết sao, nhưng mà mình muốn nói như vậy để những bạn nào chọn tụi này có thể phản hồi lại cho mình, để mình có cái gì đó mình tin vào tương lai, vào những cái mà tốt đẹp, hoặc là mình tin vào những cái tốt đẹp, nhưng mà mình không biết vì sao mình hay 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 giữ lại một cái gì đó giống như bốn kiếm ở trong đây vậy đó. Mình luôn giữ lại những cái gì đó mà mình cảm thấy không chắc ăn, giống như là cái gì nằm ở trong tay mình thì mình mới tin là sự thật. Còn những cái gì mà ai nói với mình là mày cứ như thế đi rồi mày sẽ có được cái này, sẽ có được cái kia, mình nói là chừng nào tới đi thì tính, chừng nào nằm trong tay tao đi tính. Giống như ví dụ như họ nói là anh hứa anh sẽ tặng cho em một cây vàng, hay là một bó bông, hay là một thỏi nam châm, hay là một cục tiền, hay là một cái đồng hồ, hay là em sẽ đạt được cái đó. Mình sẽ chả bao giờ mà trông chờ vô cái ngày mà họ để cái cây vàng đó vô tay mình, hay là họ sẽ tặng mình cái món đồ đó. Mình chả bao giờ nghĩ tới chuyện đó, mà mình sẽ nói là mình sẽ đợi cho tới cái ngày nào đó mà cái món quà đó nó nằm đúng ở trong tay mình và mình mở ra rồi thì mình mới tin. Còn tất cả những cái gì mà mình đối với mình là lời hứa hay gì đó, mình không bao giờ mong đợi vào cái lời hứa. Thì ở đây bài nó lên đúng nghĩa theo kiểu đó, thành ra đó lý do vì sao mà mình mở đầu bằng cái câu nói như vậy. Tại vì ở đây mình thấy có lời hứa 6 cốc, một cái lời hứa, và cái lời hứa đó nó làm cho cái người trong cuộc rất hy vọng là The Star. Nhưng cái nền tảng lại là bốn kiếm, là những cái suy nghĩ, là những cái mong ước, là những cái băn khoăn, là những cái trăn trở, là mọi thứ có giống như vậy hay không. Đó lý do vì sao mà mình nói một cái câu rất là dài, và mình nói cả cái suy nghĩ của mình ra để cho những người khác họ nghe, là các bạn, để các bạn hiểu được cái sự băn khoăn của cái nhân vật ở trong cái trải bài này, và tại sao mình kêu các bạn là hãy phản hồi lại cho mình sau đó nếu thật sự mọi thứ nó có đến tốt đẹp, để mình vừa kiểm chứng là bài nó có lên đúng hay không, và một phần nữa là để cho các bạn thấy đôi khi có những thứ bài nó lên đẹp vậy nhưng mà chưa chắc. Rồi là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai đó là cơ hội và may mắn đến với các bạn trong thời gian tới là gì? Đó là trong thời gian tới mình thấy những cái sự lo lắng, những cái băn khoăn của bạn nó sẽ phần nào được gỡ bỏ, nó sẽ phần nào đó được thay đổi.
mình cảm giác đó là bản thân của các bạn đang có một cái sự chuyển giao cũng là về năng lượng. Có vẻ hôm nay những cái tụ bài, cả ba tụ nó đều có những cái sự chuyển giao về năng lượng khá là lớn, đặc biệt là tụ 1, kế đến là tụ 3 và cuối cùng là tụ 2. Thì nếu tụ 1 là sự thay đổi về về bên ngoài do khách quan lẫn chủ quan dẫn đến và nó không có sự lựa chọn nhiều, tụ 2 thì là một sự thay đổi đến từ bên trong, là bắt bản thân nó tự thay đổi. Còn tụ 3 thì cái sự thay đổi này thì mình thấy nó là sự thay đổi một cách tĩnh tiến, tức nghĩa là những cái sự thay đổi của bạn là những cái sự thay đổi nó đến từ bên ngoài. Còn tại sao mình dùng chữ tĩnh tiến, tức nghĩa là bạn sẽ không nhận ra được sự thay đổi của nó, mà cái sự thay đổi này nó đến một cách chậm rãi, nó đến một cách không cưỡng cầu, nó đến một cách gọi là bỗng dưng một ngày đẹp trời mở mắt ra thấy nó thay đổi. Và mình cũng nói luôn ở đây, mình nói là bỗng dưng một ngày đẹp trời mở ra thấy nó thay đổi không có nghĩa là trên trời rớt xuống, không có nghĩa là chờ sung rụng, mà là bạn đã thay đổi rồi, tuy nhiên bạn không mong cầu nó đến. Cũng giống như cái mình nói, anh có thể hứa nhưng mà anh làm hay không đó là chuyện của anh. Thành ra mình muốn, ý mình nói ở đây giống như ví dụ bốn kiếm và sáu cốc, tức nghĩa là gì? Giống như ví dụ là bạn đi tập thể dục không phải bởi vì bạn muốn là sau này mình sẽ đẹp hơn, mình sẽ thu hút người này người kia, mình sẽ cố gắng tập thể dục để mình có cơ bắp, để mình có ba dòng ngon, hay là để mình mà lem, hay là mình cho người ta thấy là mình trời ơi em sống rất là healthy và balance. Không, em tập thể dục là bởi vì em khỏe, em muốn em có một cái sức sống, có một cái sự thay đổi về năng lượng, em muốn bản thân mình được tốt đẹp hơn, được khỏe khoắn hơn, có một cái đời sống nó lành mạnh hơn. Đó là tĩnh tiến ở trong cái trải bài này, tức nghĩa là bạn làm cái điều đó không phải bởi vì ai hết mà vì chính bạn. Giống như bạn sống tích cực hơn, bạn thay đổi tư duy, ở trong đây là sáu cốc, bạn có một cái nhận thức là tôi muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, tôi muốn có những cái kết nối tốt đẹp, tôi muốn có những cái một cái tôi muốn nhận được yêu thương, thì không phải bởi vì tôi cho yêu thương đi để tôi được nhận, không phải bởi vì tôi tốt với bạn để bởi vì bạn tốt với tôi, không phải bởi vì tôi mong chờ là anh hứa với em thì anh sẽ làm, mà là nếu người ta muốn tặng bạn, người ta muốn điều tốt cho bạn thì đó là xuất phát từ bên trong của người ta, chứ không phải tại bởi vì bạn tốt nên người ta mới tốt với bạn. Không phải bởi vì bạn tặng người ta cái gì đó thì người ta mới tặng lại bạn. Không phải bởi vì người ta mắc nợ bạn nên người ta mới làm cái điều đó để người ta trả ơn bạn. Và không phải bởi vì bạn tập thể dục để bạn đẹp hơn, bạn tốt hơn, bạn lòe thiên hạ, mà là vì sức khỏe của chính bạn. Thì cái ba lá này nó thể hiện một cái năng lượng rất là bên trong, nhưng mà nó đến từ bên ngoài. Nghe nó ngộ ha, nó từ bên trong nhưng nó đến từ bên ngoài. Tức nghĩa là bạn nhận thấy là xung quanh bạn có những người như thế này như thế kia, và bạn nghĩ rằng là mình nên như thế này nên như thế kia, thì nó mới đúng là cái năng lượng của cái trải bài này. Giống như bạn thấy ngoài kia nhiều người bệnh quá, bạn thấy sức khỏe của mình dạo này xuống quá, bạn thấy cuộc sống tư duy của mình, các kết nối của mình dạo đây, bạn bè của mình, người thân của mình, các kết nối trong công việc, trong cuộc sống tệ quá, mình quyết định mình thay đổi để cho bản thân mình có những cái kết nối tốt hơn, có một tình yêu tốt hơn, có một sức khỏe tốt hơn, thì đó chính là cái năng lượng của cái ba cái lá này ha. Mình cũng không biết mọi người có hiểu không, nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ hiểu. Nó hơi khó. Bạn có nữ hoàng kiếm, có the hermit và có chín góc nè. Nhìn vô rất là năng lượng đến từ bên trong. The hermit là bên trong chắc chắn 100%. Queen of Swords là động lực, là năng lực, là nỗ lực, là chính kiến, là nữ quyền, là một cái gì đó gọi là có công mài sắt có ngày nên kim, và cuối cùng là chín cốc, đó là sự tận hưởng những cái thành quả mà mình đạt được, là những cái gì mà mình xứng đáng đạt được, xứng đáng có được và xứng đáng với nỗ lực và thành quả do mình mài dũa tạo nên. Cái này thì nó sẽ hơi khó khi mà bạn không nắm được cái quan điểm này. Có những người họ hay nghĩ đó là nữ quyền, là mình phải đi đấu tranh, mình phải đi đòi, mình phải chứng tỏ và mình phải so sánh mình với ai đó. Không, nữ quyền theo cái lá bài trong đây, hoặc là cái quyền làm chủ bản thân, cái quyền được hạnh phúc, cái quyền được làm cái mình thích, là bởi vì thật sự nó xuất phát điểm đến từ bên trong. Giống như hồi nãy mình nói, ở đây bạn giỏi hơn, bạn thông minh hơn, bạn trau dồi năng lượng của bản thân, năng lực của bản thân, bạn rèn luyện tư duy, bạn rèn luyện thể chất,
không phải bởi vì bạn muốn so sánh với một người phụ nữ khác là tôi đẹp hơn cô đó, tôi có ba vòng ngon hơn cô đó, tôi có người yêu xịn hơn cô đó, tôi có một cái tôi thông minh hơn cô đó hay là tôi thông minh hơn anh đó. Không phải. Nữ quyền hay là cái cách mà người ta thể hiện cái năng lực, cái thể lực của mình ra bên ngoài là bởi vì cái năng lượng của người đó nó tự toát ra, chứ không phải là người đó bật đèn lên xong rồi rọi thẳng vô cái bản mặt của mình là thấy trụi, anh có thấy em sáng không, anh có thấy là ngực của em rồi mông của em rồi eo của em nó nhỏ không, hoặc là tụi bay có thấy là dạo này là da tao đẹp hơn không, rồi tao bận bikini đồ, rồi mày có thấy dạo này giống như là chị đã nâng lên một cái level khác không, chị đi ăn những chỗ sang chảnh rồi chị chạy xe ngon rồi chị có người yêu đẹp. Những cái năng lượng đó không phải nữ quyền ha, xin lỗi, nhưng đó không phải nữ quyền, đó là khoe của, đó là lồng lộn, đó là sự thể hiện cái vỏ nhưng mà rất thiếu cái ruột. Cái nữ hoàng kiếm và The Hermit ở đây bạn có thể nhìn thấy một cái cô gái rất là bình dị, bận quần bông áo tím một màu ngồi một nơi, nhưng mà cổ rất là biết cổ là ai, nữ hoàng kiếm, một cái người đẹp giống như người ta thường, nếu mà bạn hà nào hay coi những cái cuộc thi sắc đẹp giống như mình á, bạn thấy những cái người phụ nữ da màu, mình cụ thể luôn là những người da đen luôn á, bạn có bao giờ thấy cái nét đẹp của sự khỏe khoắn, của sự phóng khoáng, một cái nét đẹp của những cái nụ cười và ánh mắt nó toát lên cái thần thái của họ chưa? Mặc dù như vậy vẫn khó thấy được cái nét đẹp của họ, mình khó cảm được, người khác khó cảm chứ không phải là mình cảm được cái nét đẹp đó. Nhưng mà bạn có bao giờ bạn 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 nhìn thấy cái nét đẹp của những cái viên ngọc trai không phải màu trắng mà là màu đen chưa, thì bạn sẽ hiểu được cái mình nói. Tức nghĩa là ở đây trong thời gian tới cái cơ hội và cái may mắn của bạn đó là được toát lên cái vẻ đẹp được là chính bạn, là con người của bạn, và bạn cảm thấy hạnh phúc khi bạn được sống trong cái năng lượng là chính bạn. Nói thì nghe rất là khó hiểu nhưng mà thực tế nó là như vậy. Trong thời gian tới bạn sẽ rất rất là thay đổi, bạn sẽ biết là mình nên cần làm cái gì, mình hạnh phúc với bản thân mình có cái gì. Bạn có thể lùn, bạn có thể mập, bạn có thể ốm, không nhất thiết bạn phải tập yoga hay là làm cái gì đó để bạn có ba vòng ngon nhẹ, mà là bạn thật sự thấy thoải mái với cái cơ thể của bạn, với cái cách ăn mặc của bạn, với cái tri thức, với cái trí thức, với cái công việc, với cái thu nhập, với cái tóc tai, với cái diện mạo mà bạn đã và đang có. Và bạn cũng sẽ hoàn thiện hơn, chứ bạn không chọn dừng lại ở đó. Và bạn hoàn thiện hơn không phải bởi vì bạn muốn lè thiên hạ là chị sắp tới là chị sẽ có xe đẹp, chị sẽ có chồng xinh, chị sẽ có những cái người yêu rất là xịn sò, chị sẽ có những cái kết nối rất là tốt đẹp, không có. Mà là bạn biết rằng là với cái con người bạn, với cái giá trị của bạn, với cái đam mê, với cái tri thức của bạn, bạn sẽ có được cái gì. Trong thời gian tới mình thấy bạn sẽ trau dồi, bạn sẽ gọt giũa cái tri thức của bạn rất là nhiều. Mình thấy bạn sẽ đầu tư vào bản thân bạn rất lớn, tại vì bạn có được Queen of Swords và The Hermit, bạn sẽ đi vào bên trong, bạn sẽ nhìn nhận lại coi là mình chưa hoàn thiện ở chỗ này, sức khỏe mình còn tệ ở chỗ kia, mình trong công việc mình còn chưa hoàn thiện ở chỗ này. Sắp tới sẽ có ai đó đánh đố với bạn, thách đố bạn về cái sự hoàn thiện bản thân, giống như mình đang khơi dậy cái sự thay đổi bên trong bạn, mình đang kích hoạt một cái gì đó, một cái nỗ lực gì đó bên trong bạn, và để cuối cùng bạn hạch thành công là 9 cốc chứ không phải là 10 cốc. 9 cốc đó là sự thỏa mãn về cái tôi. Giống như bạn nói là tôi sẽ cố gắng làm để cuối năm nay tôi sẽ để dành được một khoản tiền tiết kiệm để tôi có thể mua sắm được cái này, để tôi có thể thoải mái ăn uống như thế kia, để tôi có thể đi du lịch được chỗ nọ, và tôi cảm thấy là tôi làm những cái điều đó, tôi chi tiền đó ra, tôi mua được cái hạnh phúc đó, bởi vì đó là sự nỗ lực và sự phấn đấu của chính tôi. Chứ không phải giống như, thậm chí mình nói đơn giản thôi, giống như cuối năm nay bạn có thể mua được hai cái bộ đồ đẹp, mặc dù bộ đồ đó giá trị nó rất là rẻ, mấy trăm ngàn thôi, nhưng mà bạn thấy hãnh diện vì cái sự nỗ lực đó, chứ không phải bộ đồ đó 10 triệu, 5 triệu, bạn mua được cái giỏ sách 10 triệu hay là bạn mua được một cái điện thoại mới 3, 40 triệu và bạn đi khoe với thiên hạ là em đã mua được một cái điện thoại 3, 40 triệu. Không, thậm chí bạn chỉ mua được một cái điện thoại 10 triệu, 5 triệu, nhưng mà bạn cống hiến hết, bạn làm hết và bạn thấy nỗ lực, bạn thấy hãnh diện về điều đó, thì đó là cái cơ hội và cái may mắn của bạn trong cái tháng này, một cái sự tự hào về những cái quá trình, về những cái thành quả mà bạn đã nỗ lực trong suốt thời gian qua.